16 giống cây ăn trái trong chậu, màu ra trái. Trong quá trình tư vấn, có rất nhiều khách hàng hỏi Trang về các loại cây ăn trái không mất quá nhiều công chăm sóc, cây lung và dễ cho trái. Vì vậy, chị xin chia sẻ 16 giống cây ăn trái đáp ứng được các tiêu chí sau: tỷ lệ đậu trái cao, ra trái liên tục quanh năm, không theo mùa, chiều cao trung bình dưới 1 mét đã có trái, không kén điều kiện thời tiết và nước tưới, trong chậu nhỏ cây vẫn cho trái và tiết kiệm diện tích trồng. Do thời lượng video dài, Trang có kèm bình luận bên dưới đường dẫn chi tiết giới thiệu từng loại để mọi người có thể xem nhanh nha. Quýt Nhật hay còn gọi là cam chi natto, giống này có thể gọi là quýt lùng nhất hiện nay, chỉ cao 50cm là ra trái. Đặc biệt, cây rất dễ trồng, trái quýt Nhật có vỏ sần sùi, trái lớn nhất bằng trái quýt đường, khi chín sẽ chuyển dần từ màu xanh sang vàng ươm, vì trái ngọt thanh. Khác với dòng nho thân gỗ thường, nho thân gỗ thứ quý ra trái liên tục quanh năm, trái có vị ngọt thanh, nhiều nước, ăn tươi, làm rượu đều rất ngon. Khả năng ra trái trong chậu của Táo Thái rất ấn tượng, rất nhiều khách hàng của Trang trồng ra trái đầy cây. Thêm nữa, trái Táo Thái giòn ngọt, cây lợi ích gai, không ngại khi nhà có trẻ em. Hiện vườn Trang còn rất nhiều giống cây ăn trái trồng chậu dễ ra trái khác. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo nha. Lợi thế của Hoàng Long Gia Đình là luôn hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc trong suốt quá trình trồng. Mọi người đơn giống cây nào rồi thì hãy nhắn ngay cho Hoàng Long Gia Đình nhé.